Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 24 tháng 10 và cho 10 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát bản tin dự báo khí hậu thời hạn 1 tháng trên phạm vi toàn quốc từ thời điểm hiện tại đến ngày 20 tháng 11. Trước tiên, về nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Về lượng mưa trong thời kỳ từ thời điểm hiện tại đến ngày 20 tháng 11, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 20 đến 30%. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực từ Hà Tĩnh, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Thuận phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng một số nơi ở Trung Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, thấp hơn từ 20 đến 30%. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong thời kỳ từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 có khả năng xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới hay là bão số 6 hoặc là bão số 7 trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Ngoài ra thì không khí lạnh trong thời kỳ này cho đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 tiếp tục có xu hoạt động gia tăng dần về tần suất cũng như là cường độ. Đợt mưa vừa mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó cục bộ có mưa vừa và mưa to. Bên cạnh đó, hiện tượng dông lốc sét mưa đá cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Sau đây sẽ là tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong ngày hôm nay 23 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày hôm nay 23 tháng 10 có nơi trên 70mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 96,2mm, Sơn Trà, Đà Nẵng 102mm, Cù Lao Chàm, Quảng Nam 72,8mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Từ chiều tối ngày hôm nay 23 tháng 10 đến đêm ngày mai 24 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Quảng Nam 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 24 tháng 10, với các khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Đối với khu vực Thanh Hóa, trong ngày và đêm 24 tháng 10 có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo từ ngày 25 tháng 10 mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xuống giảm dần. Chi tiết những khu vực có mưa trên phạm vi của cả nước sẽ được kênh cập nhật trong ít phút tới. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin thời tiết trên biển. Hiện nay ngày 23 tháng 10, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang đang có mưa rào và dông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai 24 tháng 10, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Ngoài ra, trong đêm nay và ngày 24 tháng 10, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Lưu ý toàn bộ tàu thuyền và các động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay sang ngày mai 24 tháng 10 và cho 10 ngày tới. Đối với khu vực Lào Cai, Yên Bái, tình trạng tạnh giáo ít mưa, sáng sớm trời nhiều mây có sương mù vài nơi, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày mai và duy trì đến hết ngày 25. Sang đến ngày 26, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa vài nơi, mưa tập trung về đêm và sáng. Tình trạng này còn duy trì cho ngày 27 và ngày 28, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trong ngày 28, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm trời rét từ 20 đến 23 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Đối khu vực Sơn La, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nhiều mây có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho ngày mai và sẽ còn duy trì cho ngày 25. Sang đến chiều và chiều tối ngày 26, khu vực này có mưa rào nhỏ một vài nơi, cục bộ có mưa vừa, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Mưa có xuống gia tăng trong chiều và chiều tối ngày 27 và ngày 28, cục bộ có mưa vừa và mưa to, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì ngưỡng từ 26 đến 28 độ, về đêm trời rét từ 19 đến 21 độ, duy trì đến ngày mùng 1 tháng 11.
Những ngày có mưa to, nhiệt độ trong ngày xuống giảm mạnh từ 5 đến 6 độ. Đối các khu vực Điện Biên và Lai Châu, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Vài nơi có sương mù nhẹ về buổi sáng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho ngày 24 và ngày 25. Sang đến chiều và chiều tối ngày 26, khu vực này có mưa rào nhỏ một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng trong ngày 27 và ngày 28, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dạo này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ, về đêm trời rét từ 18 đến 22 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Những ngày có mưa, nhiệt độ trong ngày xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Chuyển đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, đối khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, tình trạng tạnh giáo ít mưa, ban ngày trời nhiều mây có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày mai và ngày 25. Sang đến đêm 25 và sáng sớm 26, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này còn duy trì cho đến ngày 28, tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dọn này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ. Về đêm từ 23 đến 27 độ, duy trì trong 4 ngày, từ ngày 24 cho đến ngày 27, từ ngày 28 trở đi nhiệt độ trong ngày xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nhiều mây có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì trong 2 ngày, ngày mai và ngày 25. Sang đến ngày 26, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tình trạng này còn duy trì cho đến hết ngày 28. Tuy nhiên, sang đến ngày 8 thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng, mưa tập trung về chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ. Về đêm trời rét từ 19 đến 22 độ, duy trì trong 2 ngày 24 và ngày 25. Từ ngày 26 trở đi, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 cho đến 2 độ, có nơi giảm từ 3 đến 4 độ. Đối khu vực Hải Phòng, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho ngày mai. Từ ngày 25, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở vài nơi, tình trạng mưa này còn duy trì và lặp lại cho đến hết ngày 28. Cao điểm về mưa trong ngày 27 và ngày 28, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dạo này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ. Về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11, những ngày có mưa to, nhiệt độ trong ngày xuống giảm từ 1 cho đến 2 độ. Đối các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nhiều mây có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho ngày mai. Sang đến sáng ngày 25, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi, tình trạng này còn duy trì cho đến hết ngày 28. Cao điểm về mưa trong ngày 28, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dạng này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì cho ngày mai. Từ ngày 25 trở đi cho đến ngày 1 tháng 11, nhiệt độ trong ngày xuống giảm từ 1 cho đến 2 độ. Đối khu Thái Nguyên, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho ngày mai và ngày 25. Sang đến đêm 25 và sáng sớm 26, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi có mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dọn này. Tình trạng mưa này còn duy trì cho đến hết ngày 28, cao điểm về mưa cũng trong ngày 28. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ. Về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 27, từ 28 trở đi nhiệt độ ban ngày xuống giảm từ 1 cho đến 2 độ. Đối khu vực Lạng Sơn, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nhiều mây có những khoảng nắng gián đoạn về buổi trưa. Sáng sớm một vài nơi có sương mù là thời tiết chủ đạo của khu vực này cho ngày mai và ngày 25. Từ chiều cho tối ngày 25, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều chiều tối này còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó, khả năng duy trì đến hết ngày 28. Cao điểm về mưa trong ngày 27 và ngày 28, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dạng này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì trong ngày 24 và ngày 25. Từ ngày 6 trở đi, nhiệt độ trong ngày xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Duy trì đến ngày 1 tháng 11, đối khu vực Quảng Ninh, tình trạng tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho ngày mai và ngày 25. Từ đêm 25 và sáng sớm 26, khu vực này có mưa rào nhỏ vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Tình trạng mưa về đêm và sáng này sẽ còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Khả năng duy trì đến hết ngày 29, cao điểm về mưa trong ngày 28 và ngày 29, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở dọn này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Những ngày có mưa to, nhiệt độ trong ngày xuống giảm từ 1 cho đến 2 độ. Chuyển đến thời tiết khu vực Trung Bộ, đối với khu vực Thanh Hóa, trong đêm nay và sáng sớm mai, khu vực này có mưa rào nhỏ một vài nơi, cục bộ có mưa vừa.
Tình trạng này còn duy trì và gia tăng trong đêm ngày 24 và sáng sớm ngày 25, cục bộ có mưa vừa và mưa to, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Tình trạng này còn duy trì cho ngày 25, tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng, mưa tiếp tục có xuống giảm những ngày sau đó. Sang đến khoảng ngày 28 và ngày 29, khả năng mưa tiếp tục gia tăng ở khu vực này. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Đối với các khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, trong chiều và tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở vài nơi. Tình trạng này còn duy trì và gia tăng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai. Tình trạng mưa lớn này còn duy trì và lặp lại trong đêm 24 và sáng sớm ngày 25. Từ ngày 26 trở đi thì mưa có xuống giảm ở các khu vực này, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Dự báo về hạn ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 28 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Các khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trong chiều tối và tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa này còn duy trì cho đến hết ngày mai và sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày 25. Tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Từ ngày 26 trở đi mưa tiếp tục có xuống giảm ở khu vực này, mưa chỉ còn rải rác một vài nơi về chiều và chiều tối, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Đối với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, trong chiều tối và đêm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa này còn duy trì và lặp lại trong trưa và chiều ngày mai và sẽ còn duy trì và lặp lại trong trưa và chiều ngày 25. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Từ ngày 6 trở đi thì mưa xuống giảm, ban ngày có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Khoảng từ ngày 29 trở đi khả năng khu vực này tiếp tục có một đợt mưa. Chi tiết của đợt mưa này kênh sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Đối các khu vực Bình Định và Phú Yên, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa này còn duy trì và lặp lại trong chiều chiều tối ngày 24 và ngày 25, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Sang đến ngày 26 thì mưa có xuống giảm. Sáng trời nhiều mây có sương mù vài nơi, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa rào nhỏ rải rác là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày 24 và còn duy trì và lặp lại trong ngày 26. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong chiều và chiều tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Sáng trời nhiều mây có sương mù vài nơi, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa rào nhỏ rải rác là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này trong ngày mai và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm trời lạnh từ 21 đến 23 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, đối với các khu vực Gia Lai và Kon Tum, trong chiều và chiều tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Sáng trời nhiều mây có sương mù ở một vài nơi, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này cho ngày mai và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ. Về đêm trời rét từ 20 đến 23 độ, duy trì đến ngày 1 tháng 11. Đối các khu vực thuộc Nam Tây Nguyên, trong chiều tối và tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng mưa này còn duy trì và lặp lại về chiều và chiều tối của nhiều ngày sau đó. Khoảng từ ngày 26 trở đi thì mưa có xuống giảm ở khu vực này, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, một vài nơi có sương mù về sáng sớm là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho ngày mai và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Dự báo hiện ra nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm trời lạnh từ 21 đến 23 độ, duy trì đến ngày 1. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ, đối các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, trong chiều chiều tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho ngày mai. Từ ngày 25 trở đi thì mưa có xuống giảm ở các khu vực này. Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Sáng trời nhiều mây có sương mù một vài nơi, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này cho ngày mai và sẽ còn duy trì đến ngày 26. Dự báo hiện ra nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 1. Đối với các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang,
Trong chiều tối và tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa này sẽ còn duy trì và lặp lại về chiều và tối của nhiều ngày sau đó, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa rào nhỏ rải rác là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày mai, ngày 24 tháng 10 và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày 29 đến 31 độ, về đêm 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Đối với các khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, trong chiều và tối nay khu vực này có mưa rào nhỏ và dông, cục bộ có mưa vừa vài nơi. Tình trạng mưa về chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu vực này, duy trì cho ngày mai và sẽ còn duy trì và lặp lại cho ngày 26 và ngày 27. Dự báo hiện ra nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ. Về đêm từ 26 đến 27 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Đối với các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, trong chiều tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho ngày mai và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Đối các khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, trong chiều và chiều tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày tới, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này cho ngày mai và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Đối khu vực Cà Mau và Kiên Giang, trong chiều và tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó. Cao điểm về mưa là ngày 25 và ngày 26, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho ngày mai và sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày mùng 1. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.